Rồi, giờ muốn thử nha. Muốn thử để test lại xem cái máy đo độ cồn này có chính xác không. Chứ hôm trước thổi là không có lên, tại vì mình hôm đó không uống được. Hôm nay mình thử uống được, mình thổi lại xem cái máy này đo chính xác nha. Thử nha. Rồi, trên này nó sẽ bắt đầu nhảy số đến 10 giây để nó máy khởi động nha. Rồi, máy tiếp này, báo tiếp là được 13mg trên 1 lít cơ thở. Đang bị chỉ số là 0.13. Rồi, vậy là máy hoạt động tốt ha. Mọi người có thể được tặng cái máy này khi mua vàng tại Daily Wire. Đảm bảo là phải thổi trước khi mà cầm lái. Chúc các bạn an toàn trên đường nha.